mình biết là bệnh này là bệnh rất là thường gặp nha. Thế lúc đó mình chạy bệnh viện của đi lâm sàng thì mình thấy rất là nhiều nha, phòng khám ví dụ còn phòng khám này là nó rất dễ đến. Thì ở bệnh viện thì liệu người ta có phòng riêng chuyên tư vấn về cái bệnh này nha. Bệnh này thường đây là cái bệnh điều trị rất là đơn giản, điều trị được nhưng mà lại không có phòng nha. Thường có những cái đợt khởi phát rồi những cái đợt bùng phát lên và có những cái đợt có lưu bệnh nha. Bình thường sẽ dừng đến thì nó sẽ ghê ra nếu mà những cái vùng da mà hơi bày ra ngoài những mặt mũi chân tay mà có mảng đỏ mà không phải thấy ghê đâu. Thử ăn thường rất nhiều nên thì chắc là sẽ không, như là cái về cái vòng mà ảnh hưởng tới cái sức khỏe thì bệnh nhân sinh thì thường là không ảnh hưởng đến sức khỏe. Thường nếu mà mình giáo dục bệnh nhân tốt thì mình sẽ ảnh hưởng hòa bình suốt đời với nó nha. Còn thường có những cái biến chứng nguy hiểm thường ví dụ như làm dùng thuốc, khi mà dễ đến ở đây ông thầy muốn chích cho một thuốc thay đảo chích cho khác hết và cả nửa năm năm sau đó hoài rồi cuối cùng dẫn đến là đỏ da toàn thân và hoặc là cái biến chứng mụn toàn thân hoặc là tổn thương cơ thì ảnh hưởng đến cái tiêu thụ không còn nha. Chứ còn thường bệnh này thì thường không có gây chết chóc gì nhưng mà thường ảnh hưởng đến cái chất lượng cuộc sống. Thì mình thấy ở đây là cái bệnh da mãn tính nha, là nó chiếm từ 1-2% dân số nha, và khoảng 5-7% mà bệnh nhân đến khám bệnh da liễu nhiều không? Thì theo tỷ lệ trong lớp mình cũng có 1-2 người bị nhiều khi không có, hoặc hay là những lớp khác có 4-5 người như thế, tức là bệnh thì là bệnh rất thường gặp. Tai bị không rất là dễ dễ nói không có mà giấu gì đâu mà giấu không, người ta còn giấu thì nó giấu gì nha. Rồi đó mình nói về cái đây ý về dịch tễ đã nói là bình thường gặp, rất là thường gặp nha. Cụ thể bữa nay mình đi về lâm sàng da liễu đi phòng khám mình sẽ gặp vô trong cải thì mình nên nằm phải đến, và có những ví dụ như người ta đỏ da toàn thân hoặc là người ta có biến chứng khớp hoặc hay là giải biến mủ thì ta cũng nằm trong cải rất là nhiều nha. Đó thì về nam nữ thì cái tỷ lệ tương đương nhau, và tuổi thì khởi phát là thường gặp là từ 10-30 tuổi thường gặp, nhưng mà có những cái bệnh dễ đến nó khởi phát muộn hơn sau 30 tuổi thì nam vẫn có vẫn bị nha. Thì chưa đã nói tức là bệnh này nó không ảnh hưởng đến về cái tiêu lượng sống còn nhưng mà ảnh hưởng về thẩm mỹ nha. Thường cái dễ đến thường đây cái vùng mà nó cái da cái mẹ rồi nó tóc và hiển đỏ nhìn thấy ghê lắm nha. Nhìn vậy nó không có lây nha, nhìn thấy ghê lắm nhìn không có lây, nhưng mà người ta là mặc cảm. Ví dụ như ở đâu ai chỗ đó được ở che ở tay ở mặt ở trên đầu thì thấy nó lớn đó. Thường thường mình phải giáo dục vấn đề điều trị là giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân rất là quan trọng nha. Thì chúng ta mình sẽ nói cụ thể hơn. Thì cái bệnh này không phải là không chữa được nha, những cái đợt cao mình chúng ta chữa là bệnh nhân hết, nhưng mà nhiều khi thời gian lên 3 tháng thì mình có thể thấy nó khởi phát là còn phát lại hoặc là 5-2 năm. Đó tùy mình nghe cái bệnh nhân mình giáo dục sức khỏe tốt thì bệnh nhân tránh được những yếu tố khởi phát nha, thì bệnh sẽ lâu tháng đó. Thì đó là vài cái test đại cương về cái bệnh dạy đến. Chẳng chịu đi gì thì đây là cái nguyên nhân sinh bệnh học của dạy đến nha. Cái bệnh dạy đến thì cái bệnh này là từ đâu gây ra, có phải ăn ở ác quá kiếm ra chuẩn bị lây nhiễm từ ai không? Tại vì ai bẻ mùa chơi mà mình xấu á thì bẻ mùa bị bệnh này. Nguyên nhân là do cái gì? Bệnh này là do rối loạn về cái miễn dịch ở cái lớp thượng vị ở da rối loạn. Do đâu mà rối loạn cái thượng vị? Cái này có liên quan đến yếu tố di truyền nha. Di truyền riêng quanh quanh như thế nào, cụ thể mình thấy ví dụ như người ta có những cái nghiên cứu rất là khả lệ, người ta thấy ví dụ như trong gia đình nếu mà bố hoặc mẹ mắc bệnh dễ nến thì đẻ các con có khả năng là 9% bị nha, đẻ trong đứa là cả 9 đứa bị nha, thành thử mà đẻ đến 9 đứa thôi đúng không?
Còn nếu cả bố và mẹ đều mắc bệnh nữa thì sao? Thì nguy cơ mắc bệnh là 40%. Tức là xác suất không đông nam mà mẹ hay đứa nó đứa mẹ. Mình thử ví dụ trong lớp mình qua cái bài này mình biết được có liên quan đến di truyền. Mình bị mẹ lớn thì mình khi mà mình muốn có gia đình thì hỏi là mình thử có mắc bệnh dễ đớn hay không, hay người mẹ mình không có thì thôi chia tay nha. Chính người khác nó bị đập sẵn chứ không phải không người nào nha. Cái này là có liên quan là béo mà bố và mẹ làm thì không nên cái thôi theo. Bởi vì không nữa trường hợp là đẻ ra con mắc bệnh dễ đớn nha, tội nghiệp đó nha. Đó, mình phải có liên quan đến các cái đèn ha, nằm đèn các cái gì xuất hiện lớp 6 rồi liên quan đến một số các cái nguyên phù hợp của chất ha. Thì rồi thì có sẵn cái đèn và gây bệnh cái mầm yếu tố di truyền thì phải có tác động tự nhiên một ngày đẹp trời cái bắt đầu xuất hiện phải đó. Phải đẹp trời không nha, tức là gặp một số cái điều kiện thuận lợi nha. Ví dụ như gì ví dụ như khi rớt da liệu cần 1/2 bùn vàng, tự nhiên là nỗi đau đó là cái lớp đúng không, gọi là sáng trắng về tâm lý nha. Ở viêm họng cảm tốt viêm họng thì thường nó tự phát ra thì liên quan đến những cái liên hồn bổ điều hiếm người ta sẽ ăn hoặc hay là liên quan đến cái đợt cảm tốt bình thường nhất là nhiễm các cái bệnh covid đó, tức là những cái virus mà có cái men sau đã được phẩm các cái đèn ARN nha, là đó. Đặc hay là sau những cái sang trắng cơ học, sang trắng cơ ví dụ như mình té mình đầy cái chân cái chỗ cái tay xuất hiện cái đốm tổn thương, cái đó là phải nhớ thêm, thì đó là gặp đúng là trên cái cơ địa các nền di truyền và gặp một số những yếu tố khởi phát ví dụ như là sang chấn về tâm lý, sang chấn về cơ học như là cái thương, các cái nhiễm, các cái liên tục cổ hay là các cái virus là một cái nhóm là về cơ thể virus thì nó sẽ gây ra cái gì đó. Thì lúc này nó bắt đầu nó khởi động một cái rối loạn về cái miễn dịch ở cái tế bào thượng vị ở da, tế bào thượng vị ở da ha, là cụ thể đó là nó làm cái gì đó. Bình thường á ở cái tế bào nó có, mình học cái bài về cái mô học ở da trước tôi có nói là bình thường á thì cái lớp thượng vị mình gặp là đều cái tế bào đáy đó, nó viền quá nhắn hơn cho nên nó tế bào gan, rồi tế bào gan nó quăng nó khói hóa đi lớp hạt, rồi có nơi nó thành lớp sáng và lớp sừng nó bong tróc đi. Thời gian nó trung bình là bao nhiêu ngày? 2-4 ngày nha. Thì trong cái bệnh vẽ đến này bất thường thì nó ảnh hưởng đến nó làm cái bất thường cái vấn đề tăng trưởng cái chu kỳ tăng trưởng của tế bào là nó tăng cái chỉ số giảm cân lên nha, tăng chỉ số giảm cân lên. Bình thường không còn một tháng mà cái lớp tế bào nó chuyển qua một lần mà bây giờ còn cũng lại còn có 4 ngày ha, 4 ngày thì cái điều gì sẽ xảy ra? Đó, cái chu kỳ tế bào nó chỉ còn 2-4 ngày thì cái điều xảy ra thứ nhất là gì? Khi mà cái tốc độ tế bào mà nó tăng trưởng nhanh như vậy thì điều kiện thứ nhất là phải cần cái gì? Máu để nuôi. Thành thử là các cái cuộn bao mặt ở dưới các cái nhú bì nó tăng sinh rất là nhiều, nó đỏ lên. Và đây là cái liên quan đến các cái tế bào miễn dịch, đúng không? Thành thử có phản ứng viêm. Đó thì cái nhận định là phản ứng viêm là nó sẽ viêm đỏ lên, phù nề. Đó. Rồi tế bào sừng thì sao? Bình thường cứ 1 tháng nó là 1 lớp, bây giờ cứ vài ngày nó ra lớp. Tế bào sừng nó bong tróc tầng lớp lớn thì đây là cái gây ra cái bệnh dạy đó. Thì chính cái sinh bệnh học này thì nó cũng suy ra được cái tổn thương ngoài da, đó là những cái mảng hồng quen, đó là do nhiên mà nên phản ứng miễn dịch đúng không? Đó là cái mảng hồng quen tăng sừng, bởi vì bình thường nó là cái một tháng thì cái lớp tế bào đáy nó khó mát, lớp bào sừng bây giờ cứ mỗi 2-4 ngày thử nó sang sinh đùn đẩy lên, tế bào sừng nó chậm chậm lớp nhau thì nó gây ra cái bệnh là bệnh dạy hơn nha.
ở trong cái sinh thần học nó rất là phức tạp, nhưng mà mình nói cái ngôn ngữ để mình hiểu vậy nha. Rồi khi mà bị giải đớn thì sao? Thì lúc đó là rất là buồn phiền nha. Buồn đầu cũng là một yếu tố sang chấn về tâm lý, đúng không? Buồn phiền thì làm thân, nếu mà làm cho cái bệnh phải nén đã bị rồi thì nó sẽ bùng phát nó nặng hơn, nên bùng phát nặng hơn, hoặc là nó lo lắng nó sẽ bởi phát ra, thì đó là một cái hồn sang bệnh lý đó. Đó thì tốt lại cái bệnh dễ nói thì đây, cái này cũng sẽ có thay cho mình hết, chuẩn chồng ngồi nghe chơi thôi nha. Đó là đây là các bệnh kỹ dịch có liên quan rõ như có đem, có duy trì cụ thể để ta xác định đem là bệnh dịch có thể nào rồi liên quan đến cái sáng nguyên phù hợp với chứng nghiệm nha. Và có sẵn cái đem này thì gặp một số điều kiện thuận lợi như là có cái nhiệm cầu nhiễm siêu vi thăng trắng về tâm lý đó, thì nó gây ra ở phát ra cái chu trình về đối hợp kỹ dịch liên quan đến kỹ dịch công dân tế bào, thấy không? Cái liên tiền mô CD4, rồi CD8, vân vân, rồi đối loạn các cái hai dây vòng, là kết quả dẫn đến cuối cùng của cái đó là bị dịch là gì? Là làm tăng rút ngắn cái chu chuyển của tế bào này. Các bạn thấy là bình thường cái chu chuyển nó là 4.000, bây giờ còn 24.000. Và từ đó, đó là cái bệnh sinh mà gây ra cái bệnh giải nớ. Và khi bị cái bệnh giải nớ, như đã nói, rất là ảnh hưởng nhiều đến yếu tố tâm lý, thẩm mỹ, không tự nhiên mặt đẹp gái gì có mảng cái này đỏ rồi tóc phải thế lớn, lo làm gặp bạn bè bất cỡ lớn buồn phiền, mà buồn phiền làm cho cái bệnh nó nặng thêm, đó là cái vòng phản bệnh lý ha. Vậy thì biểu hiện lâm sàng của cái bệnh kẻ đó như thế nào? Từ cái sinh vật học thì suy ra thôi ha, đó cái lâm đó biểu hiện lâm sàng đó ha. Đó là những cái mảng hồng ban, mảng là gì biết rồi, mảng là tổn thương đặc và vô cao lên mặt da, đúng không? Đường kính hay 0.5 cm, đó là cái mảng hồng ban. Không tẩm nhộn, không tẩm nhộn là sao? Khi mình đè vô cái mí mắt đi nghe, trước mình có nói nghe, và tăng sừng, và có cái bọt sừng rất là nhiều mà thấy này, đây là những không cái bọt sừng tầng tầng lớp lớp nghe. Cái người nào ngủ đem đến sáng vậy khi lấy cái ra để chiếu dầu dầu thì không được chiếu sảy nhiều nhiều rồi. Đặc điểm của các bệnh máy nến thì nó có một cái xuất hiện ở một số vị trí chọn lọc. Cái đặc điểm của cái da liễu là vậy nha, ví dụ như có bụng trứng cá không, hay có ở dưới mông dưới chân đó, đúng không? Mà có ở đâu? Ở mặt chẳng hạn vậy, hay là ghẻ ngứa thì ở dùng ghẻ tay ghẻ chân da không, nói chung là cái bệnh ngoài da nó liên quan đến cái vị trí nữa nha. Đó nha. Thì cái vị trí này nó ở đâu thì để dễ do nhất là những vùng da mà tì đè, những cái vùng da mà dễ bị sang chấn cơ chấn thương, mình thấy nó có liên quan đến cái tác động của cơ học. Vùng tì đè là một vùng tác động của cơ học, đúng không? Thì ở cơ thể mình chỗ nào thì dùng tì đè suy ra thôi, đâu phải học này. Ví dụ như đầu gối này ha, người chỏ nha, lưng, đúng rồi, lưng đi, bả vai, mặc dù cái chi thì thường hay bị chấn thương nhất, tì đè nằm mình thẳng ra cái vùng này ha, rồi là vùng chân tóc ha, đó xuất hiện ở nôm na là cái vùng da tì đè. Rồi mình thi mình cứ như thế mình siêu đụng ra ha, đó chứ mình nhiều thi các điều là vị trí phải đến thường ở đâu, ở cái chỗ ở nách, ở bụng, ở mặt nước cánh tay, chỗ nào mà tì đè không cần học bài nha, cuộc học này nhớ đâu cứ xin luôn là nó về dễ. Ví dụ thì ở lưng tức là vị trí trọng lắm, nhưng mà nhiều khi nó cũng ở những vị trí khác, nhưng mà thường là xuất hiện nha, chứ không phải không nặng là những cái vùng bếp đắp không bị đâu, nhưng mà cái vị trí thường gặp là những cái rồi. Cái tổn thương cơ bản của nó gì nó nói như cái điển hình mình thấy có là những cái mảng hồng ban không tẩm nhộn, đúng không? Có thể đó rồi giới hạn rõ nha, và trên đó có rất là nhiều cái tế bào, cái vảy sừng nha, vảy sừng rất là nhiều, bong nhiều khi nó bong tóc ra nó có màu trắng vàng óng ánh giống như sạc tường vậy nha, đó mình
nên như khi mà người ta gãi vô mà mình gãi như thế phải một hơi đôi năm đưa lại để đi. Rồi trên cái bệnh phải đến nó có một cái hiện tượng gọi là hiện tượng tốt hơn, hiện tượng tốt hơn. Hiện tượng này là sao? Hiện tượng này là cái tổn thương chảy đến xuất hiện ngay rồi chấn thương cơ học. Ví dụ như té đầy được cái tay thì thật sự là sao nó xuất hiện cái tổn thương ngay chỗ nào? Cái là cái chỗ cái mông mà chích mũi thuốc tì bạc trên ngang ngay cái vùng mông đó, thì cái giải đến nó sẽ xuất hiện cái chỗ đó. Nên cái gọi là cái hiện tượng tốt cơ học. Rồi thì trong cái bệnh phải đến thì nó có một cái nghiệm khác gọi là nghiệm pháp drop. Nghiệm pháp drop, nghiệm pháp này là do tác giả drop của ta mô tả. Cái nghiệm pháp này làm sao? Thì cái nghiệm pháp này là mình lấy cái cu đế, mình chỉ đến cái cu đế, còn một người thành cái cu đế nó giống như cái can thì bự, nó giống như cái mũi não. Mình cạo nhẹ nhàng lên cái tổn thương phải đến ha, cạo từ 30 lần, 40 lần, 50 lần, 60 lần ha, từ nhẹ nhàng thôi, thì mình thấy nó là lần 4 cái dấu hiệu xảy ra. Dấu hiệu đầu tiên gọi là vết đàn cày. Vết đàn cày là gì? Vết đàn cày là giống như là mình lấy cái cây cạo, mình cạo vào trong cái cây nớ của cái đàn cày vậy đó ha, thì nó không từng cái bẫy dãy sao không ra nha. Tại sao nó có cái này? Cái vết đàn cày này bản chất của nó là gì? Cái con sơn đúng rồi, thì nó sẽ có rồi tiếp tục cạo nữa, cái tự nhiên nó bong ra một cái miếng, người ta gọi là dấu hiệu bỏ hành, dấu hành. Biết cái dọc, các anh chị biết cái vỏ của hành tây, cái vỏ lùa gọi là nó không lé mà nó không bắt này, đôi khi nó có răng ra. Thì cái dấu hiệu thứ hai mình gọi là dấu hiệu vỏ hành, hình dung, hình dung về đó là hình dung lột cái vỏ lùa của hành tây mình dùng được. Thì bản chất của cái dấu hiệu vỏ hành đây là cái gì? Mình thấy là tế bào đáy và cái tế bào gai nó tăng sinh rất là nhiều, và nó bình thường là nó mỏng, nó không thấy được, nhưng mà bây giờ nó dày lên và nó liên kết bong cái đó là thành con rất là bong cái đó thì tế bào gai nó bong ra dấu hiệu vỏ hành cái cao tắc này. Rồi tới đó khi mà nó con bong cái vỏ hành ra rồi thì nó không có cạo nữa, là ngồi đó nhìn quan sát chặt mình thấy nó có những cái điểm màu đỏ không ánh giống như là buổi sáng mình đi, hoặc là đi ở đây thì đường phố đó xưa quê đi học đó ha, nó sớm từ quê lên cái tầm trời chiếu xuống nó cỏ còn thương đậm thì nó long lanh ha, còn gọi là này giọt xương cây lá ha, còn mình ở đây không thấy thành phố thì mình nhìn thấy giọt xương máu cũng không ánh còn màu đỏ nha. Vì sao cái hiện tượng đó? Ví dụ giọt xương nó đậm cây lá thì nó chiếu xuống nó long lanh. Còn cái này á thì khi mà cạo xong á thì bắt đầu các cái huyết tương á, huyết thanh huyết tương bắt đầu là thẩm thấu vào trong màng đáy, nó động từ chậm và dưới cái màng đáy á là gì? Dưới cái màng đáy á là gì? Là có cái phụ mau mặt tăng sinh, mình đã nói dưới màu đỏ mà trên là màu trong, nên huyết tương nó trong thì thành thử mình thấy chậm không ăn giống như giọt xương màu đỏ, thành thử mình gọi là giọt xương máu. Có phải xuất huyết không? Ừ, nếu anh chị nằm khô bạo á, cạo chặt máu chảy qua chân ư, nó giọt xương máu nó không đúng nha, giọt xương máu nó lại mình đi bong cái đất nó ra không được cạo được á, mình ngồi quan sát thấy không phải từng điểm làm sở dĩ là do cái huyết thanh huyết tương nó thoát từ các cái cụ mà mặt nó lên nó lặp lại, thì đó là cái dấu hiệu đặc hiệu của cái bệnh chảy đến nha. Khi mà đi lâm sàng á, cái bữa thi lâm sàng thì mình nói phải đó là mình sẽ làm cái nghiệm pháp rót mình. Vậy cái cô rét ở đâu có mang theo? Ở đâu? Cái bộ dạng của ở trong cặp hàng đưa ra mang cạo. Như ở đâu? Cạo xong rồi sử dụng cái này bây giờ thời đại mà lây nhiễm đủ thứ bệnh đúng không?
HIV là HCV rồi đủ thứ, đâu mà cạo người này qua người kia lại, để lấy cái gì? Sẽ nhẽ một người lấy cái tờ bị cứng ấy, ha, giờ nhiều lắm, cái tờ đồ xua mà cái tình dưỡng cái đứa cạo lại, cạo nhẹ nhàng ha, đó mình phải chế lại ha, còn đúng là sách vở là dọn lại đó. Cái còn thi mà nó lấy không thi thì vẫn lấy tờ vì đồ xua cạo lên trên đó 3-60 lần không được nha, cái đó mình chỉ cầm nghĩa mình làm với nhau thôi ha. Chứ còn cái đó là lấy cái cua rét nha, cua rét cua đông mình phải đông và bẻ nha, chứ mình cầm nghĩa đi năm tháng cứ có cái nào mà lấy cái tấm đồ xua nó cạo thì mình thấy làm được. Là cái dấu hiệu đầu tiên là cái vết đèn cạn là bong những cái màu sừng ra. Thứ hai là nguyên cái mảng giống như lột cái vỏ lụa của cái củ hành tây vậy đó, mình gọi là giống như vỏ hành. Nha, bản chất của nó là các cái đòn gai nên đó là trên cuối cùng là giọt xương máu. Sở dĩ là do cái giọt xương máu là do hiện tượng là huyết tương nó thoát từ cái màng đáy lên từ miệng cho miệng với một cái dấu vị là miệng thấy óng ánh màu đỏ, gọi là giọt xương máu nha. Cái này rất là dễ làm, thì lâm sàng mình sẽ làm không có gì hết. Rồi cái dấu hiệu cơ năng mình giải đến thì thường nó giải đến không có ngứa dữ dội đâu, thường ngứa rất ít, không ngứa nha. Ok, cũng có thể ngứa tương một số trường hợp là nó ngứa cá chút chứ không có ngứa dữ dội nha, đó là ngoài da. Còn ngoài ra cái giải đến nó phải tổn thương tại những cái vị trí nữa, ví dụ như tổn thương ở mắt, móng thì xung quanh móng nó biểu hiện cái viên đỏ lên và cái móng nó nhìn thấy nó lớn, nó tế bào sừng nó chẳng nó lùi xùi nó bong tróc cái sừng tại vùng sừng sơ lên. Thứ hai là phải đến ở da đầu nè, nguyên cái da đầu nó phải từng mảng da đầu nè. Thì thường ở da đầu thì mình hay nhầm với lại một số cái bệnh lý mà thầy nói ra mình chưa đi học thì mình chưa biết một số các bệnh, ví dụ như là tắc đường da đầu, viêm da tiết bã vân vân nha, thì mình chưa học thì mình không thứ viên nhận đó là tổn thương ở da đầu nha. Mình thấy cái bộ sừng nó trần tầng tầng lớp lớp bám lên cái da đầu nha, nên là cái dạy nó là con da đầu để da đầu. Về tiến triển của giải đớn thì đây là cái bệnh nó sẽ diễn tiến từ đầu nha. Ví dụ như nó còn phát lên nó kéo dài còn một cái tháng ba tháng nó nuôi bệnh và nó ổn định, từ sau có những cái đợt đó là và thường mỗi cái đợt như vậy nó có liên quan đến các yếu tố khởi phát. Ví dụ như các cái như mình đã nói như rồi nha. Thì nếu mà các bãi đến là mình điều trị, đây là một số các bãi đến, ví dụ đây là các bãi đến thể đỏ dạng toàn thân, lúc này là toàn thân như con tôm đục đục đỏ hết. Thường các bãi đến thể toàn thân này là do những cái bãi đến thông thường giống như cái hình mình thấy hôm nay, nhưng mà mình làm dùng điều trị, ví dụ như thường là làm dùng corticoid. Thì đây là một cái cấp cứu nội khoa da liễu ha, những trường hợp nên là sẽ nhập viện cái điều trị, cũng có nguy cơ gì rất là ảnh hưởng đến cái tiêu lượng sống còn. Đây là các bạn đấy, thì giờ đây mình gặp rất là nhiều, ví dụ như chị hay bình thường là chích cái tia xinolon hay là đi mấy một hoặc từ là không biết hay chích. Rồi cái thứ hai là uống cái thuốc tàu, nướng tán esamelagon không cũng cho nó cảm thấy con cơ nó sau thời gian bị cái này hoặc là làm biến chứng qua cái dạy nên bọt dạy nên nổi. Đây là thể đỏ da toàn thân, đồng cái thể cái riêng biệt nó gọi là phải đến giòn ha, phải đến giòn ở thẳng không thì nó khác cái thể mà điển hình có thể là thực thể đi cái này là nguyên là những cái mảng màu vàng tăng sừng ha. Còn ở đây mình thấy đây là những cái lắm chấm từng giọt từng sẵn những cái sẵn màu vàng mình cắt vải lắm chấm giống như
dòng nước mắt hay dòng mưa rơi xuống sắc xuống mô tả những gì ráng hình dung của nó giống không chứ. Thì cái thể này á thì thường gặp ở đối tượng nào? Thì thường gặp ở đối với đứa nhỏ nhỏ, đối tượng là thanh thiếu niên, thì thường nó khởi phát sau một cái đợt, ví dụ như là các cái nhiễm trùng, ví dụ sau cái đợt viêm họng thế nào nó khởi phát, thì thường phải đến là đáp ứng tốt với điều trị là kháng sinh. Thì đúng, đó là cái bảy nó tròn, cái là tổn thương, đó là những cái sặc hồng ban cấp 7 nha, nó giống như là giọt nước mắt, giọt mưa rơi, vị trí thường là lưng và tứ chi. Đứa tuổi thường gặp là đứa tuổi thanh thiếu niên, bệnh có liên quan đến cái nhiễm khuẩn, thành thử bệnh sẽ khởi phát sau một cái đợt, ví dụ như nhiễm các cái liên cầu khuẩn, và thường đáp ứng tốt theo trị liệu bằng kháng sinh. Còn đây là những thể phải đến thể bụi mũ. Hồi nãy mình phải là những cái hồng ban cấp 7 phải khô. Còn đây là những cái tổn thương là những cái bảy ướt và nó có những cái hốc mũ nha, hốc mũ, hốc mũ. Thì cái này có hai cái thể, một cái thể tâm bớt tức là toàn thân bị mũ hết nha, hoặc là thể bạc ben là chỉ có mụn mũ lòng bàn tay bàn chân thôi nha. Thì thường cái mũ này là mũ do những phản ứng viêm của bạch cầu đa nhân, nhìn thấy mũ như thế là mũ vô trùng, không có nhiễm trùng nha. Thì đây là cái thể gãy cái mũ. Đây là cái thể gãy đến thể đảo ngược. Tại sao gọi là đảo ngược hay còn gọi là trái ngược, đúng không? Thay vì cái dãy nến mà mình mô tả cái vị trí, mình mô tả hồi đầu tiên là ở thường là cái vị trí tỳ đề, bây giờ tự nhiên là các cái vùng nếp như nếp về, nếp nắp, rồi nếp dưới vô còn, thì đây là cái thể gì mình gọi là cái thể đảo ngược, ngược với lại cái thể điển hình mà mình mô tả đầu tiên hay là đảo ngược. Thì cái tổn thương của nó là những cái hồng ban có bảy ướt ha, bảy ướt ở các cái vùng nếp. Và cái tổn thương này mình hay chẳng đoán nhầm các cái bệnh lý ở các vùng đen như là gì, như là viêm kẽ do nấm candida hoặc hay là các cái viêm kẽ do các cái viêm cầu phục streptococcus. Đây là cái thể bảy đến thể đảo ngược. Thì tóm lại cái bảy lớn thì mình cái thể mà cái thể điển hình đó là những cái mảng hồng ban tăng sừng nha, vị trí là dùng da tỳ đề ngứa ít hoặc không ngứa. Rồi ngoài các tổn thương da thì các tổn thương ở móng và da đầu, đó là cái thể điển hình. Ngoài ra thì những cái thể lâm sàng khác có thể gặp thì nó như là gì, đỏ da toàn thân, dậy đến mũ, dậy đến giò, dậy đến khớp thân, hay là dậy đến thể đảo ngược, xem những cái hình ảnh khác để ra mình cho biết là cái thể lâm sàng. Rồi bây giờ nói gì có mô học, mô học tức là mình cắt cái chỗ sinh thiết ngay chỗ cái thương tổn đó, rồi mình đi chỗ mình coi chứng thị quy, mình coi được cái cấu trúc thế nào đó sao, đây là mô bệnh lý. Thì thực ra từ cái sinh bệnh học của mình suy luận ra là mình khỏi cần học. Đầu tiên là gì, ở cái lá vú bì á thì cái phụ mô mạch nó tăng sinh rất là nhiều, có búi mô mạch. Bởi vì là phải tăng sinh mô mạch để nó cung cấp dưỡng chất để cho tăng cái chỉ số giá tăng lên, cung cấp oxy dưỡng chất cho nên. Rồi cái thứ hai là cái lớp tế bào sừng thì nó tăng sinh rất là nhiều, thậm chí trong lớp tế bào sừng có những cái là nó còn nhân này. Rồi về cái chẩn đoán phải đến thì dễ không, chẩn đoán dễ đến thì dựa chủ yếu vào cái gì, vào lâm sàng như mình đã nói nha, và cái nghiệm pháp gì, nghiệm tóc rong. Trong trường hợp ví dụ như một số trường hợp nó không có rõ ràng thì mình phải dựa vào cái gì, mô hình sinh thiết, mô bệnh lý như mình đã nói nha. Rồi cái bảy nến thì mình chẳng đoán phân biệt với những cái bệnh gì mà khó dậy nha, là mình phân biệt đó, mình hay bị á dậy đó và hay là á sừng dẫn dậy đến, hay là giang mai thời kỳ thứ hai, hoặc là phải có phòng tim về đó, những cái bệnh đi từ từ mình sẽ được mặc sao, tức là mình phân biệt với các bệnh da có thể. Đây là những cái biến chứng, ví dụ như là đỏ da toàn thân do sử dụng steroid mình đã nói nha, hay là biến chứng cơ, biến chứng cơ không hồi phục gây ra cái tàn tật.
thì cái điều trị của cái bệnh chạy đón này thì mình đã xác định thứ nhất hiện tại là một cái bệnh điều trị được nhưng mà không có khỏi, không có khỏi nha. Thành thử mình vấn đề là phải giáo dục sức khỏe cho bệnh nhân rất là quan trọng nha, phải khuyên bệnh nhân là phải chung sống hòa bình với cái bệnh này nha. Chứ đừng nghe ai đó ở đâu đó không thầy đông y ông gì đó giỏi lắm vừa giúp mình dễ đến, thì đó là không phải ha, đó là vì không phải tức là. Nhưng mà mình khuyên bệnh nhân á, điều trị bệnh này đúng thì bệnh nhân khỏe mạnh sống đến cuối đời luôn, chớ gì cái khác chứ không phải bệnh vậy đó nha, đúng không? Nhưng mà nếu mà bệnh này mà không điều trị không đúng thì dẫn đến những cái biến chứng như là đã nói nha, như là gì đỏ da toàn thân, dẫn đến khớp đổ xương khớp hoặc hay là dẫn đến mủ rất là nguy hiểm, nhất là làm dùng các cái thuốc có corticoid thì có không sử dụng corticoid. Là giáo dục sức khỏe bệnh nhân cái vấn đề gì nè, giáo dục sức khỏe bệnh nhân cái là tránh những cái yếu tố thuận lợi nha, thuận lợi như mình đã nói ha, ví dụ các cái gì cần tránh những cái cảm cúm hoặc là chất tiết ngừa các cảm cúm viêm họng thì phải điều trị viêm họng ngay ha, tránh những cái lo lắng căng thẳng trong cuộc sống ha, vui vui vẻ ha, quản gánh lo đi vui mà sống đúng không đó, rồi đúng không? Vì để mình hạn chế, ví dụ như nếu mà gặp bệnh nó khởi phát thì nó không nặng lên, hoặc hay là bệnh nó luôn ổn định và gặp những cái yếu tố thuận lợi thì bệnh nó khởi phát, tức là đưa cái vấn đề khởi phát mà bùng phát của cái bệnh. Đó. Điều trị thì điều trị tấn công, tức là mình điều trị cho nó con hết cấp dãy đi, hết các phản ứng viêm ở nhà đi, đúng không? Và cuối cùng là điều trị phòng ngừa không cho bệnh đó quay trở lại. Đó thì đây là một số thuốc bôi ở ngoài da ha. Mục đích cái thuốc bôi ở ngoài da thì nó như thế nào? Một cái nguyên tắc của nó là bôi, thứ nhất là bạc cái lớp sừng đi, thứ hai là nó ức chế cái phản ứng viêm, hay là ức chế cái đó. Rồi đó là có nguyên tắc điều trị. Thì đây là một số cái thuốc ha, tiêu sừng. Ví dụ như đây là một số thuốc tiêu sừng. Thì cái corticoid á thì bôi vô thì nó đáp ứng rất là nhanh, bởi vì nó ức chế phản ứng viêm mà nha. Nhưng mà ngược lại khi mình ngưng một cái thì bệnh nó sẽ rebound lại, rất là nhiều khi nó nặng hơn nha. Thì vấn đề sử dụng corticoid trong quá trình phải đến có chỉ định, nhưng mà thật là cái mở rộng. Ngoài ra thì những cái phương pháp trị liệu khác của dễ đến, ví dụ như người ta dùng các cái que trị liệu khác, ví dụ người ta chiếu các cái tia UVA, UVB dễ nhẹ, dễ rộng, tức là có mức sóng của nó khoảng từ 290 cho đến 330 nanomet, hoặc là chiếu UVB dễ hẹp là mức sóng khoảng 311 nanomet, hoặc laser excimer, hoặc là người ta kè dùng cái tia UVA chiếu cảnh thật với cái solar lens, người ta gọi là UVA hiệu khác, tức là người kết hợp đó, đó là cái. Đó là một cái số thuốc cũ mà để điều trị cái bệnh dạy đến cho cái thuốc chế miễn dịch nha, cyclosporin thì biết đây là bệnh lý liên quan đến miễn dịch nha, thẳng là bệnh về miễn coi. Ví dụ cái tiêm inap, ví dụ như sodium tăng, cái này là ức chế cái lượng cam sinh và biến hóa của tế bào sừng. Nhưng mà cái này thường á, lưu ý là tránh ở phụ nữ có thai, bởi vì nó gây nguy cơ gây ra quái thai, và phải ngưng cái này phải 24 tháng chứ không bầu được. Cái này nó thường là hormone dẫn đến bào thai và đôi khi chảy máu và cái đu ra. Ngoài ra sử dụng các cái tầm thông của vitamin D3. Ví dụ như cái bôi xi cao tiêu, cái này nó ức chế cái điều hòa cái tế bào sừng. Thì đây là một số thuốc khác sinh tố và bổ sung thêm cho bệnh nhân. Thì đối với cái giải đến mà thể mũ á, thì mình có chỉ định đó, mình điều trị bằng cái venlafaxine, cái thuốc UVA liệu pháp, hay là cái gì đó, hoặc là cái về vitamin nha. Cái vấn đề chế độ sinh hoạt thì mình đã nói là mình phải giáo dục sức khỏe